Phúc Khang 78TV xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc Khang. Thì Phúc Khang hôm nay đi quay ở chùa Vô Ưu Tự tại quận Tân Bình. Địa chỉ thì Phúc Khang có để trên màn hình nha cô chú anh chị. Thì Phúc Khang đến quay hôm nay có một cái buổi tiệc chay và có chương trình văn nghệ rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như là Kim Tử Long, Kim Chinh, Đình Chung, Tú Sương và ngôi sao ca nhạc Phương Thanh. Thì hôm nay Phúc Khang đến quay thì rất là đông cô chú anh chị. Chùa Vô Ưu Tự thì có rất là nhiều tình nguyện viên rất còn trẻ và rất là năng động, và sư cô cũng trẻ như cô chú anh chị thì làm có những cái việc thiện rất là tốt. Sư cô làm những cái chương trình như là học bổng cho các em nghèo, như là xây giếng ở Quảng Ngãi, Quảng 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 Ngãi như cô chú anh chị, Quảng Ngãi Quảng Bình gì đó, rất là hay. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn xem. Tên Visa hả? Sư cô đưa cái clip ca sĩ nhí của chùa dài lắm nha bà con, cho nên bà con ở lại chia sẻ với các cháu nha. Chắc là mai mốt ở đây sẽ có một cái lò đào tạo mầm non ca sĩ Phật giáo à, cháu nào cũng xinh, cháu nào hát cũng hay hết. Và bây giờ đây, từ Hà Nội bay về thành phố Hồ Chí Minh, mưa gió như thế này, chị cũng đã đến đây tối ngày hôm nay. Quý vị ơi, ai à? Phương Thanh. Một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho chị Phương Thanh. Chị Chanh, chị Chanh. Chị Chanh. Vâng, Trần xin chào quý bà con Phật tử xin ơn rất nhiều. Xin cảm ơn. Bay về kịp chứ hồi nãy là máy bay lòng vòng 30 phút không cho xuống, tại vì mưa không xuống được. Đi make up như gắn lông nheo luôn, cũng không cần thiết được, không sao đúng không ạ? Vào chùa là phải hoan hỷ vui, mọi sắc đẹp bên ngoài nó chỉ là bề ngoài thôi, còn chút xíu mình kết nối tâm với nhau mình hoan hỷ bên trong. Bài hát đầu tiên là bài gì? Bài gì? Hỏi vô chùa mà chấm dắt gì trời, hỏi đang đông lắm, xuân hạ thu đông được không? Mình yêu nhau đến khi nào được rồi. Sư cô đã cấp cho giấy phép bà Phương
hồi hàng sau thưa lên công an phường là chết hết. Là Vương ra thì hầu phường gặp không sao hết, tội Vương nên chịu. Nói chung là các bạn rất là đáng yêu và dễ thương, các bạn tình nguyện viên tuyệt vời, chào phóng tay. Phương Thanh rất là phải nói rằng là rất quý và tôn tạo nha, tôn tạo các bạn trẻ vì đây là thế hệ mới của tương lai. Phương Thanh có nổi tiếng như thế nào đi nữa thì Phương Thanh cũng sử dụng cái phương tiện này để mà hành trì những công việc mang lợi ích cho Sơn Đông. Ngày xưa khi mà chưa tu á, chưa, tức là nhà Phương Thanh là theo đạo Phật lâu rồi, nhưng mà mình chưa có ngộ thì mình chỉ là cái người có tánh tốt thôi. Nhưng mà khi mình ngộ đạo á, mà nếu có quậy, ông An Phường đã kêu mình tìm nha. Khi mà mình ngộ đạo rồi á, mình làm nhiều việc công ích và lợi ích nhiều hơn. Bởi vì cái sự nổi tiếng của người nghệ sĩ đó là một cái loa. Ví dụ như một người bình thường loa chỉ có mấy người biết, nhưng mà cái mồm Vương Thanh loa lên nhiều người biết hơn. Mình thường sử dụng các phương tiện này để mình phụ cho các sư phụ, các thầy, mình cùng nhau hành trì Phật Pháp, được không ạ? Đầu tiên là mình phải hoan hỷ, vui vẻ đó. Bởi vì cái năng lượng cuộc sống này rất là quan trọng. Như các mẹ ở đây, bây giờ vào chùa thấy con cháu vui cũng vui luôn, đúng không ạ? Mình phải duy trì cái năng lượng này. Và một cái điều nữa là Phương Thanh được các sư thầy nói rằng là con ơi, con vào chùa con hát con đẩy cái năng lượng lên. Dạ, riêng về năng lượng con có